Từ rất lâu chẳng còn ai lì xì em nữa. Cha mẹ ngó lờ mà còn bắt em lì xì chứ. Anh chị em họ hàng ai cũng làm ngơ, ai cũng làm ngơ, ai cũng làm ngơ. Người lớn thì không được lì xì em thấy thật vô lý. Càng lớn càng có nhiều khoản chi và cần ngân phí. Không phải sao vì nhưng em thấy sao thật vô lý. Chẳng thích lì xì, lì xì, lì xì. Lì xì. Tết đến xuân về, cành lá đâm chồi, lũ trẻ con thằng to thằng bé đùa nhau còn ngã chồng vó lên trời. Thấy trong người mình như được vui lây, lâu rồi chưa được tung bay. Ai trả nhà có khách, xem nào ai đây. Cô chú vào nhà, dùng cha à, cháu là con bố Hà. Bố cháu không có nhà, mẹ cháu đang lục giở con gà. Cô chú ngồi chơi cắn hạt bí, chờ bố cháu một tí. Có khi bố cháu mừng xuân năm mới sang nhà hàng xóm để phát lì xì. Và chú thò tay vào túi, đó là tín hiệu vui. Nhưng tại sao cháu đứng ngay ở đó mà chú chỉ mừng tuổi nó mà thôi. Why, why, why và why. Đúng là mặt cháu hơi nhau một tí, nhưng già thì đâu có là gì sai. Nhiều khi em không dám nhận vì em sợ mọi người la mắng. Ngại em lớn rồi mà còn lấy lì xì là kỳ lắm. Nhưng mà thế thì người buồn chính là em. Buồn chính là em, người buồn chính là em. Người lớn thì không được lì xì em thấy thật vô lý. Càng lớn càng có nhiều khoản chi và cần ngân phí. Không phải sao vì nhưng em thấy sao thật vô lý. Chẳng thích lì xì.